sống Mỹ. À, thì hôm nay á, là chị và anh xã chị đã trở về nhà sau một cái bữa tiệc Giáng sinh với gia đình rất là vui, rất là ấm áp. Thì sẵn tiện hôm nay là chị sẽ muốn chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh về cái việc mà tặng quà cho nhau trong cái ngày lễ Giáng sinh. Và sẵn tiện thì chị cũng khoe với các bạn những món quà mà chị đã nhận được trong cái ngày lễ Giáng sinh năm nay. Đó, thì nhân tiện là chị sẽ chia sẻ để cho các bạn biết một số, một cái hình ảnh về cái văn hóa Mỹ, cái văn hóa mà tặng quà cho nhau là nó như thế nào, và những cái món quà mà chị nhận được ra sao, chị sẽ khoe với các bạn nha. Thì đây là các bạn thấy sau lưng mình là những cái tấm thiệp nè, đó, mình sẽ quay gần cho các bạn xem đó. Năm nào chị cũng nhận được, chị bạn xã chị cũng nhận được rất là nhiều thiệp trước Giáng sinh, và ngay ngày Giáng sinh là nhận được rất là nhiều thiệp và quà của từ bạn bè gửi tới từ khắp nơi. Và ngày hôm nay là gia đình tặng quà cho nhau trong cái bữa tiệc Giáng sinh. Thì hôm nay chị sẽ chia, ngay bây giờ chị sẽ chia sẻ với các bạn những món quà của chị nha. Đây là mình cho các bạn xem những cái thiệp nè. Đây là những cái thiệp Giáng sinh của tất cả mọi người đã gửi cho mình trước ngày lễ Giáng sinh. Mình đã nhận được khoảng 2 tuần là mình đã nhận được những cái tấm thiệp của bạn bè gửi đến nè. Đó, năm nào mình cũng nhận được rất là nhiều thiệp. Đây là thiệp Giáng sinh của tất cả mọi người gửi đến, có quà và có thiệp nữa. Đó, mình đã để lên đây một số thiệp để lên để mình nhìn vào, để mình giống như là đây là một cái quà, một cái thiệp mà kỷ niệm ở cái ngày lễ mà bạn bè người thân mà tặng cho nhau đó các bạn. Đó, đây là một vài hình ảnh về những cái thiệp. Đó, thiệp của mình đấy là mình gắn lên đây cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ mở quà nha các bạn. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ mở những món quà mà hai vợ chồng mình đã nhận được trong cái ngày Giáng sinh này. Thì đầu tiên á, là mình sẽ xin mở một cái món quà từng phần một nha. Mình có rất là nhiều quà, bây giờ mình khoe từng phần một. Thì đầu tiên là mình sẽ mở cái món quà, một cái món quà rất là đặc biệt của một cái người bạn ở Hawaii. Thì cái cô bạn này á, là mình kêu bằng cô lận tại vì cô cũng lớn tuổi rồi, nhưng mình rất là quý cô đó. Thì mình đã nhận được món quà này, năm nào thì ngày Giáng sinh mình cũng nhận được từ cô món quà rất là có ý nghĩa. Đó là những cái món đặc trưng của Hawaii. Đây là mình khoe với các bạn, đây là món quà của ông xã mình đầu tiên cho ông xã, của ông xã mình. Đây là một chiếc áo Hawaii. Yeah, cho ông xã mình đó. Là đây là một chiếc áo từ Hawaii. Đây là món quà đầu tiên. That's nice. Yeah. Đó là một chiếc áo. Thì trong cái món quà của cái từ, một món quà từ Hawaii này thì sẽ có nè, một chiếc áo, và đây là đây là đặc sản của Hawaii các bạn. Đó, mình nhận được đây. Và đây là cà phê Hawaii. Đó, rất là ngon các bạn. Và đây là một cái món quà cũng đặc biệt từ Hawaii. Chỉ có Hawaii mới có mấy món này nha các bạn. Đó là đây là những cái món đặc biệt của Hawaii. Đây là món quà mình nhận được từ Hawaii. Delicious. Yeah. Đó, đây là món quà đầu tiên. Và tiếp theo là mình sẽ khoe với các bạn. Đây là một trong những món quà mình rất là thích. You can open the box đi. Oh, smell good. Các bạn biết đây là gì không? Đây là những chiếc đàn cày. Mình rất là thích các bạn, mình rất là thích đàn cày. Đó, cho nên là ở trong nhà mình hay đốt đàn cày lên đó. Cho nên là đây là một trong những món quà mình rất là thích. Đây là mình, món quà này mình nhận từ một người bạn ở Virginia. Đó là bạn ấy là tên, anh đó này là tên Ken. Yes. Nếu mà hôm nay bạn ấy có xem video của mình thì cho mình gửi lời cảm ơn. Thank you Ken, if you, you Ken. Watching my video, I love this present. Yeah. Yeah. Đây là những món quà này mình nhận từ Virginia. Đó là một con cuốn của Ken, bạn Ken ở Virginia mình nhận được. Đó là mình khoe với các bạn đây. Mình rất là thích những cái món quà này, thơm lắm các bạn, thơm lắm. Nice. Và đây là cái thiệp, thì mình nãy là mình cho các bạn coi thiệp rồi. Thì đây là cái gift của mình, của em gái mình từ Hawaii. Là một cái thẻ mua sắm ở Macy, là em gái mình tặng cho mình. Đó, không biết là tặng cho mình hay hai vợ chồng mình không biết, nhưng mà đây là cái gift cho hai vợ chồng mình đi shopping. Đó. Và đây là một trong những cái gift của anh chồng mình tặng.
đó, anh chồng mình dạ. Và ba má chồng và anh chồng thì tặng cho mình tiền và những cái gift card đó, là mình bỏ trong này để hai vợ chồng mình sẽ đi shopping sau lễ đó. Và bây giờ mình gỡ quà của mọi người nha. Và hôm nay đây là cái đây là món quà rất là dễ thương, cái họ chữ B, right? B, right? B và chữ Bru, các bạn có thấy chữ Bru không? Đây là cái họ của mình, của hai vợ chồng mình nè, đó là một cái người anh chị trong gia đình tặng cho mình để mình treo lên trên tường với các bạn. Maybe it should be like... Yeah. Oh yeah. Đây là chữ Bru, đó là cái họ của mình để mình gắn lên trước cửa nhà mình hay là gắn lên tường hay đâu. So you can see it white. Yeah. Đó, là mình là bạn thấy không? Đây là cái họ của hai vợ chồng mình đó. Món quà này rất là dễ thương, mình rất là thích. Đó. Right. That's it. Yeah. Và đây là một chiếc túi sách cũng của một người anh chị trong gia đình đã tặng cho mình nha các bạn. Đây là một chiếc túi sách, mình cũng thích túi sách lắm các bạn. Đó, đây là một trong những món quà. Yeah. Và đây cũng là một món quà khác, là đèn cầy. Another candle. Đó, yeah, another candle. Mình rất là thích đèn cầy các bạn, cho nên là những cái món quà này là của người chị dâu trong gia đình đã tặng cho mình. Đó, là candle. Mình rất là thích candle. Yeah. That smells good. Yeah, smells good. I love it. Và đây là what is that? I don't know. I don't know what is that, honey. Surprise. Yeah. Đây là món quà mình không biết là gì luôn, chưa mở ra các bạn. This is from. From for you, right? Craig and Nadia. Oh, it's for you, right? Yeah. Đây là cho ông xã mình. Đồ nghề, không biết cái gì trong này, mình không biết nữa. What is it? It's a case. It's a tool, a handy tool. Oh, yeah. Đây là một cái món quà để mà cho ông xã mình sử dụng để mà sửa đồ hay gì đó, không biết nữa. Này là của mà anh chồng tặng cho chồng mình. This is your. Và đây là món quà của mình, người chị em bạn dâu của mình đã tặng cho mình trong ngày hôm nay các bạn. Đây là những cái mặt nạ. Đó, tại vì chị em bạn dâu của mình nói là mình rất là thích làm đẹp, cho nên là cô ấy đã tặng cho mình những chiếc mặt nạ rất là dễ thương, rất là đẹp. Đó. Nice. Yeah, thank you Nadia. Oh my god. Break. I don't know. Be careful honey. Be careful. Cái này nó nặng quá các bạn. Oh my god. Oh. Đây là món quà rất là đẹp. Đây, mình khoe cho các bạn. Đây là một cái món quà của một của anh em chồng của mình đã tặng cho hai vợ chồng mình. Happy New Year. Yeah, các bạn thấy món quà rất là đặc biệt. Cheers. Quá đẹp không? Hai chai champagne, hai chai champagne và hai cái ly để cho hai vợ chồng mình uống trong ngày Happy New Year. Rất là đẹp các bạn, cái món quà này rất là đẹp. Mình rất là thích. Này là của hai vợ chồng của em trai của anh xã mình tặng. Be careful honey. Nice. Yeah, nice. I love it. Mình nhận được rất là nhiều quà các bạn. Và đây là I don't know what is that honey. What is it? It's a water bottle with a speaker. À, cái này là của từ một cái người nhân viên ở trong công ty của ảnh á. Cái người nhân viên qua trong công ty ảnh tặng đây. Mình không biết cái gì mình cần hỏi. La 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 la. Một cái chai đựng nước uống các bạn. It's got Bluetooth. Dạ, yeah, cũng rất là dễ thương. What? It's a đây. Bluetooth speaker in there somewhere. I don't know. Đây là một cái chai nước để dành để uống nước các bạn. Đó, đây là quà tặng. Rồi, đây là những cái món quà của mọi người tặng. Và đây là mình mở cái món quà của anh xã mình. À, anh xã mình đã tặng cho mình đó là mình có vài món quà của anh xã mình tặng rồi. Nhưng mà một trong những món quà là mình rất thích. Là đây là chai nước hoa Chanel No. 5 mới, màu đỏ. Này là của anh xã mình tặng cho mình đó các bạn. Special limited edition red bottle something. Yeah. I never tried this smell before. Really? Yes. I never tried honey. This is a new. Cái này là cái mới đó các bạn. Limited edition. Anh biết mình là thích Chanel lắm, cho nên là nước hoa của mình là từ hồi mình ở về mình lấy ảnh lấy mình về tới giờ là chưa bao giờ mình mua nước hoa hết á.
hết là anh mua, hết là anh mua. Và hôm nay là cái này là cái mới nè. How to take off, honey? Mm-hmm. Sao mà lấy? Yeah, complicated. Protected. Complicated. Protected. Oh. Yeah. Đây là chai nước hoa Chanel number 5 mới. Đó, anh xã mình đã tặng cho mình. Thank you, honey. You're welcome. Merry Christmas. Merry Christmas. Limited edition. Let me see this light go through it. Really? Now you can see it. Yeah. Rất là đẹp các bạn. Nhìn nó rất là hấp dẫn. Sexy. Look sexy. The bottle sexy. Đó, đây là cái món quà của anh xã mình tặng cho mình nha. Anh xã mình tặng cho mình rất là nhiều món quà các bạn. Đây nữa là cũng món quà của anh xã mình tặng cho mình đây. Các bạn có biết cái này là cái gì không? Gimbal Girl. Các bạn mà làm YouTube là các bạn nhìn cái này các bạn biết cái này là cái gì đúng không? Đó, gimbal, dụng cụ để hành nghề làm YouTube, quay phim. Đó, anh xã mình đã mua cho mình đó trong cái ngày Giáng sinh này. Và bây giờ mình cũng chưa có biết sử dụng như thế nào. Bây giờ cái này là có lẽ là để phải để học sao vậy? Có nghĩa là thôi bây giờ cái này để mình mở sao cho các bạn coi nha. Mình chỉ khoe là đây là cái quà của anh xã mình tặng. Then later, honey. Open later. Okay. Và you open, honey. Đây là cái món quà mình tặng cho... Chưa, mình còn xin nói một cái món quà nữa. Ông xã mình tặng cho mình còn một món quà đặc biệt nữa. Nhưng mà mình hôm nay mình không có khoe cái món quà đặc biệt đó. Bởi vì mình chỉ khoe những cái món quà mà mang cái tính chất mà giống như là cho vui, là một cái nét văn hóa mà gọi là tặng quà cho nhau của người Mỹ trong ngày Giáng sinh thôi. Chứ mình không nói về cái vấn đề mà giá trị vật chất của cái món quà ở đây. Cho nên là cái món quà của anh xã mình tặng riêng cho mình á, thì cái đó là mình xin giữ lại cái bí mật. Có nghĩa là mình không có khoe cái món quà đó ở đây đó. Thì anh xã mình năm nào cũng tặng cho mình một món quà rất là đặc biệt đó. Và năm nay cũng như mọi năm, và món quà đặc biệt đó là mình xin giữ lại, mình không có khoe với các bạn ở đây. Rồi, your turn. Mình thì mình tặng cho anh xã mình hai món quà. Marnie Code. Yeah. Đây là một chai nước hoa. Anh xã mình thì cũng thích nước hoa lắm. Anh này cũng xí sọ lắm. Oh my god. Yeah. À, đây là chai nước hoa mình tặng cho anh xã mình trong ngày hôm nay. Armani, right? Armani. Yeah, Armani. Yeah. Năm ngoái thì mình tặng cho Chanel, năm nay là mình tặng Armani. You try. Ready? Yeah. Và đây là cái món quà cuối Thank cùng. You, you're welcome. Mm. Thank you. Đây là món quà cuối cùng mình tặng cho anh xã mình. Open. You open. You, that's your. Đó là năm nào của hai vợ chồng mình cũng mua quà tặng cho nhau. Nói chung là tặng qua tặng lại cho nó vui vậy đó. Đây là món quà của anh xã mình. Ta 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 ta. A crazy Dyson. Oh wow. So far, everybody. A vacuum cleaner. Yeah, đây là cái máy hút bụi. Dyson. Đây là cái máy hút bụi. Đó, máy hút bụi trên xe đó các bạn. Đó, để cho nó tiện mà mình không có cần dây điện, các bạn mình xài bằng pin đó. Cordless. Là mình tặng cho anh xã mình cái máy hút bụi trên xe. Đó. Rồi, đây là tất cả những món quà. Đây là tất cả những món quà mà ngày tối hôm nay trong ngày Giáng sinh mà là mình đã nhận được trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Thì mình cũng nhân tiện là khoe cho các bạn biết là về cái vấn đề mà quà để mình tặng cho nhau. Thì như mình đã nói đó, trong ngày Giáng sinh là tất cả mọi người tặng quà tặng lại, mình tặng cho mọi người và mọi người tặng lại cho mình. Đó là để giống như là một cái ngày mà gọi là tất cả mọi người trong gia đình là quây quần với nhau, rồi ăn một bữa tối với nhau, xong rồi tặng quà cho nhau. Đó là một cái ý nghĩa giống như người Việt Nam của mình là ngày Tết mà gặp nhau rồi tặng quà cho nhau vậy đó các bạn, chúc Tết nhau vậy đó. Thì mình cũng chia sẻ vài hình ảnh cho các bạn xem, là sẵn tiện mình khoe quà của mình trong năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình về cái
chia sẻ niềm vui của mình là hôm nay mình đã nhận được rất là nhiều quà. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả bạn bè đã gửi quà cho mình. Mặc dù là mình không nói về vấn đề giá trị quà khi mình nhận bất cứ một món quà nào đó, mình chỉ nhận cái tấm lòng và mình xem đó là cái tấm lòng của mọi người gửi tới mình, chứ mình không đặt nặng vấn đề mà giá trị của món quà ở đây. Cho nên là mình chỉ chia sẻ với các bạn về cái cách và cái văn hóa Mỹ trong cái ngày Giáng sinh mà họ tặng quà cho nhau. Và mình rất là vui vì mình khi mình nhận được tất cả những cái món quà của mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ của vợ chồng Chi. Và cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt mọi, các bạn. Các bạn. You want to say some with everybody? Merry Christmas. Hôm nay là đêm Giáng sinh nha. Merry Christmas with everybody. To everybody. Merry Christmas everybody. And a happy new year. Yeah. Coming soon. Couple days. Yeah. Còn mấy ngày nữa là sẽ là ngày Giáng sinh. Ngày New Year. Thì là hai vợ chồng mình gửi tới các bạn là Merry Christmas and Happy New Year. Yeah. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái kênh channel của mình. Và các bạn hy vọng là các bạn luôn ủng hộ cho vợ chồng mình nha. Ủng hộ cho cái kênh của mình Chi Brew, chia sẻ cuộc sống của Mỹ. Và các bạn có thích những cái chia sẻ của Chi á, thì các bạn like và subscribe cho cái kênh của mình để các bạn có thể thấy được những cái video sau mà chị sẽ post lên. Xin chào tất cả mọi người. Bye. Bye.